Xin chào các bác và các anh em Em cũng mới lấy về ít văn số để phục vụ các bác và anh em trong cái dịp Tết Thì ở trong đó có mấy chiếc của hãng BF Audio với modem là K360D cộng Và mấy chiếc của hãng GM Audio Nhưng thực chất nó là cả cái modem là 900D Và có cả Shiso T3 cũng như là Hugo V6 Thì hôm nay thì em cũng giới thiệu cho các bác và anh em nếu có nhu cầu Mua các cái vang số để mà chơi Tết thì có thể tham khảo những cái mẫu vang số mà em giới thiệu đây Thì đầu tiên là em nói về chiếc BF Audio K360 cộng. Thì theo em đánh giá thì đối với dòng K360 cộng này thì nó tương đồng với là X6 mặt màu tím đời cũ ngày xưa Bởi vì nó có chế độ 24 bit xử lý về cái kỹ thuật số và 32 bit xử lý về cái hệ thống Thì nó tương đồng với cái dòng X6 đời đầu màu tím cho nên là về cái chất âm của dòng DK360D này Thì phải nói rằng là nó rất là, là là Mượt mà, ngọt ngào, êm ái Và So với lại X3 hay X5 chẳng hạn X3 hay X5 Đây có X5 và X3 Thì đối với X3, X5 thì nó cũng chưa được nâng cấp Về cái chế độ 24 bit Digital crossover và 32 bit System, Proceso Thì đối với em là cái kỹ thuật Thì em có những cái nhìn nhận và đánh giá Bởi vì là một chiếc vang số của một thương hiệu nổi tiếng và là hàng chính hãng và các cái thông số ghi trên mặt máy này thì nó là một cái sự chính xác nói lên về cái chất lượng của một sản phẩm cũng như là cái đặc tính khác biệt giữa nóọ lại kia đời nọ và đời đời kia thì uh, có nâng cấp về cái 24 bit xử lý về cái thuật số tín hiệu quân số tín hiệu thuật số và 32 bit về cái hệ thống thì cái 32 bit xử lý về hệ thống này thì nó có là liên quan đến vấn đề mà kiểm soát các nhiệt độ ra cũng như là uh, trong hệ thống uh, như là chế độ quan thì nó được xử lý tốt hơn so với vợ dòng X3 hay là X5. Uh, thì uh, nếu như các bác mà thích uh, về cái dòng X về cách căn chỉnh thì uh, dòng uh, K 360 D cộng này uh, của hãng bf BFRO thì nó uh, căn chỉnh nó tương đồng với lại X3, X5, X6. Cho nên cái việc căn chỉnh thì uh, nếu các bác quen với lại cái cách căn chỉnh X3, X5, X6 thì uh, có thể là sử dụng uh, chiếc uh, Uh, BF Audio K360D cộng này thì uh, nó cũng rất là tiện Và tiếp đến là nói đến uh, cái dòng uh, GM Audio uh, 900D này Thì uh, trước đây thì em cũng đã căn chỉnh uh, cho một chú em ở trong thành phố Hồ Chí Minh uh, Là nó có tên là uh, Pure Soul uh, 900D Thì nó cũng tương đồng như là GM Audio này Và nó tương đồng với lại uh, một số model như là, là BD Alcotic uh, hoặc là Abolo Thế nhưng mà nói về hàng bãi thì hàng mới thì em cũng đã làm rồi. Hàng mới em làm rồi và hàng bãi này thì qua quá trình như vậy là là thử nghiệm thì em thấy rằng là về cái chất âm của hàng bãi này nó vẫn hơn hẳn về cái hàng mới. Không phải là như vậy là em bán hàng bãi mà em lại nói thế mà trong khi là em có cả hàng mới nữa. Siso hàng mới em cũng có, Siso hàng mới cũng có. Thế thì chiếc GM Audio này modem là là 900D này thì nó là hàng bãi thì uh, từ những cái phím chức năng đây những cái phím bấm này những phím bấm cho đến như vậy là cái uh, nước sơn uh, cho đến về cái uh, kết cấu về 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 khung về vỏ thì nó cũng hơn hẳn hàng mới bởi vì hàng mới thì em cũng đã căn chỉnh uh, cho một chú ở trong thành phố Hồ Chí Minh uh, chú gửi do cho em để chú căn chỉnh lại thì nói về chiếc uh, 900D này thì phải nói rằng là nó là một chiếc vang số và nó là cao cấp có cả cổng quang và như các bác và anh em cũng đã nhìn thấy bởi vì em là người kỹ thuật cho nên rằng là những cái thông số ghi ở trên mặt máy là em rất là chú ý các cái thông số khi mà trước khi mình căn chỉnh cũng như là mình đánh giá một cái sản phẩm thông qua các cái thông số ghi bên ngoài không nghiễm nhiên gì mà nhà sản xuất lại ghi các cái thông số ra bên ngoài để cho chúng ta nắm được thì nó có các chức năng là tự động EQ Pyramid Cái tự động FQ và cho phép chúng ta can chỉnh cụ thể từng giải FQ Và một cái chức năng là, là chống hú kỹ thuật số Một chức năng là chống hú kỹ thuật số Và đặc biệt là trên chiếc 900D này Là về cái chức năng dì vợt như các bác và anh em đã nhìn thấy Super dì vợt Thì nói về cái chức năng dì vợt ở trên chiếc 900D này Theo em đánh giá thì phải nói là cũng, cũng khá hay chỉ có một điều là khi chúng ta căn chỉnh thì chiếc 900D này là căn chỉnh là nó cũng hơi phức tạp hơn so với cái dòng X3, X5, X6 hay là dòng BF Audio K, K360 D này thì khi mà căn chỉnh về chức năng gì vợt thì nó khó hơn nhưng nếu chúng ta căn chỉnh gì vợt thì chiếc 900D này phải nói rằng có một chân gì vợt và nó là cực hay và nó cũng có thể là sánh tầm với lại các cái dòng như là SISO 1080 hay là Shiso T3 hàng bãi. Thế thì chiếc vang số 900D này thì theo em đánh giá thì nếu chúng ta căn chỉnh tốt thậm chí là như vậy còn hơn cả X12. Bởi vì tại sao là X12 thì nó là dòng cao cấp trong cái đời X và được cải tiến về trong cái phần music xích là nó có các chức năng... Uh, quay dương Thì ở trên uh, chiếc uh, vang số 900D này Cũng có cái chức năng đó Và nó hơn X12 ở cái chỗ Là nó có cái uh, chức năng gì vợt Nói về chức năng gì vợt thì uh, Chiếc 900D này hơn hẳn X12 hàng bãi Về cái chức năng gì vợt uh, Chỉ có một điều rằng là khi mà chúng ta căn chỉnh Khi chúng ta căn chỉnh chiếc uh, uh, 900D này Thì uh, nếu như đối với lại các bác và anh em Chưa quen, uh, chưa thạo lắm Thì uh, nó hơi khó khăn thế còn đối với lại em chẳng hạn thì khi mà xử lý chiếc 900D này thì có lẽ rằng là nó sẽ hay hơn X12 ở cái chức năng gì vợt sẽ đưa ra được cái cấu hình gì vợt hơn hẳn là cái X12. mà giá thành của chiếc 900D hàng bãi này thì rẻ hơn X12 rất nhiều, thậm chí là rẻ hơn đến 1 triệu. cho nên là các bác anh em nếu như có một cái nhu cầu mà muốn sử dụng một chiếc vang số Chất nhạc hay Nói về chất nhạc thì 900D hàng bãi này Của hãng GM Audio này Thì còn hơn hẳn uh, X12 về cái âm âm bass âm trầm Tức là về cái âm trầm tính chất âm trầm thì uh, uh, 900D hàng bãi Của GM Audio này Là hơn hẳn X12 Theo em là khẳng định như thế Và hơn X12 là ở cái uh, Chức năng gì vợt Ở chức năng gì vợt Thế cho nên rằng là mà giá tiền thì lại so với X12 thì lại rẻ uh, cỡ khoảng độ một triệu cho đến hơn một triệu thì uh, nếu như các bác mà có nhu cầu thì các bác hãy liên hệ với em để như vậy để em cài đặt cho các bác thì uh, phải nói rằng là khi mà uh, mua vang số thì các bác nên lưu ý như thế này mua vang số thì rất là dễ mua rất nhiều chỗ bán rất nhiều chỗ bán uh, giá cả có thể là chênh nhau nhưng chỉ có một điều rằng uh, trong cái vấn đề mà khi các bác uh, mà mà chọn mua thì các bác phải chọn theo cái đầu tiên là phải chọn uh, theo cái uh, kiểu dáng màu mè kiểu dáng màu sắc sau đó là chọn đến cái tính chất sử dụng và cái thứ ba nữa là cũng rất quan trọng là phải chọn người cài đặt văn số không phải là em làm được văn số mà em nói thế nhưng mà nếu như các bác mà mua của cái người mà biết làm văn số thì các bác đã yên tâm trong cái vấn đề mà khi mang về lắp ghép thì các bác có thể là, là hài lòng ngay từ ban đầu thì cái này nó cũng là một cái mà để cho các bác mà nó nó thoải mái luôn uh, ngay từ khi mình mua sắm uh, cũng như là khi mà mình sử dụng thì uh, sẽ có những cái tư vấn mà nó cụ thể uh, chính xác để có thể là cải thiện hơn được cái chất âm của cái bộ dàn karaoke thì uh, hôm nay thì em mới về được uh, mấy chiếc uh, Bf audio uh, mấy chiếc uh, gm 900d và si t 3 bãi Uh, rồi Google uh, V6 thì em cũng uh, giới thiệu các anh em để các anh em có thể là tham khảo và uh, chọn mua cho mình những chiếc vang số mà nó phù hợp với lại uh, cái khả năng căn chỉnh cũng như là cái uh, uh, ngân sách đầu tư cũng như là về cái uh, về cái hình thức kiểu dáng thì em nghĩ ngân ngân sách đầu tư thì chơi nhau uh, một chiếc vang số vài trăm thì có lẽ rằng là cũng không quan trọng trong khi cả một bộ dàn mấy chục triệu cho đến hàng trăm triệu cho nên là khi mua vang số thì các bác cũng nên lưu ý là, là nên chọn là, về cái chất lượng băng số cũng như là cái khả năng của cái người làm vang số thì các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em qua số điện thoại hoặc là như ở trên cái biển đây thì, uh, thanh hồng audio ktv thì các bác có thể là liên hệ với em để em có thể là uh, cài đặt cho các bác những cái chế độ nó phù hợp ưng ý đối với lại cái nhu cầu của các bác